Sáng nay, sở Ngoại vụ Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2021 và sơ kết chương trình xuống 31 và chương trình xuống 32 của thành ủy. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị. Năm 2021 do Covid-19 cùng với nhiều địa phương trên cả nước, thành phố Đà Nẵng cũng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác đối ngoại. Song vượt qua khó khăn, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng ở các cấp ngành địa phương. Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, nội dung hình thức tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng. Từ đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, có 45 đoàn khách quốc tế, 159 lượt người đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Về công tác ký kết thỏa thuận quốc tế, thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 45 địa phương của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với 97 thỏa thuận đã được ký kết nỗ lực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng. Thành phố có 909 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là trên 3,865 tỷ đô la Mỹ, tích cực triển khai các sự kiện ngoại giao văn hóa, thực hiện phòng chống dịch cho người nước ngoài và các kiều bào. Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận về giải pháp đẩy mạnh công tác đối ngoại trong năm 2022 hướng tới hướng phục vụ nhu cầu định hướng phát triển của thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ban ngành quận huyện tập trung vào các đối tác các địa phương có quan hệ hữu nghị với thành phố như Nam Lào, Sơn Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, viên ngoại giao quốc tế tập trung thu hút đầu tư, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược vào khu công nghệ cao, tiếp tục triển khai thu hút vốn ODA như Trung tâm quản lý Hết Thông minh ISO về vay vốn ngân hàng thế giới, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp, nên nghị sẽ nội vụ báo cáo vụ gọi vụ để tổ chức các sự kiện quốc tế tại Đà Nẵng, tổ chức lại các hoạt động du lưu văn hóa du lịch, tiếp tục hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua các hiệp hội hữu nghị Lào Campuchia để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng.